là món bạch tuộc xào cay và canh kim chi. Thì hai món này là món ăn của Hàn Quốc. Cái nguyên liệu thì cũng đơn giản và cách làm thì cũng rất là đơn giản luôn. Thì món bạch tuộc xào cay thì mình chuẩn bị ở đây có 750g bạch tuộc nè, cà rốt, hành tây, hành, tỏi, hành ba rô, ớt bột, tiêu, cái này là mè rang nè, dầu mè, nước tương, dầu ăn, cái này là bột nêm, cái này là đường, canh kim chi thì tất nhiên là có kim chi rồi. Mình sẽ chọn là kim chi cải thảo, đậu hũ nè, đậu hũ non nè, và cái này là 250g thịt ba rọi. Rồi bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm nha. Cái bạch tuộc này đó mình đã ngâm trước với muối loãng rồi, thì bây giờ mình sẽ sơ chế cho nó sạch hơn đó nha. Sau khi mình đã làm sạch bạch tuộc rồi đó, mình cắt bỏ ruột và cái răng của nó đó, thì mình sẽ cho vào đây là một ít bột mì. Mình sẽ bóp bạch tuộc nha, bột mì với bạch tuộc để cho bạch tuộc nó sạch á. Mình bóp đến khi nào bạch tuộc nó mềm thì là ok rồi đó. Bạch tuộc sau khi mình bóp với bột mì nó mềm rồi đó, mình sẽ rửa sạch lại với nước nha. Mình vừa đun một nồi nước sôi á, thì nước đã sôi rồi, mình tắt bếp nha. Mình sẽ cho bạch tuộc vào đây trụng trong vòng 15 giây. Mục đích á, là để cho bạch tuộc nó săn lại á. Rồi bây giờ mình sẽ vớt ra để ráo nha. Tranh thủ bạch tuộc ráo nước đó, thì mình sẽ nấu canh kim chi nha. Thì thịt ba rọi đó, lúc nãy mình đã thái mỏng như vậy nè. Đây, mình thái mỏng như vậy. Bây giờ mình sẽ bỏ vào đây để xào nha. Còn kim chi á, thì mình chỉ lấy 200g thôi, bao gồm cả cái và nước luôn. Bây giờ mình sẽ cho cái nồi nó nóng lên, rồi mình cho dầu ăn vào. Dầu sôi rồi mình sẽ cho hành tím băm nhuyễn vào nha. Hành thơm rồi mình sẽ cho thịt ba rọi vào. Mình sẽ xào thịt cho chín luôn nha. Sau khi mà xào thịt một hồi rồi đó, mình sẽ cho kim chi vào. Mình xào cho kim chi thấm dầu luôn. Mình xào kim chi và thịt được một lúc rồi đó, mình sẽ cho nước vào nha. Mình đổ nước xâm xắc thôi.
sau khi mình cho nước vào rồi đó, mình sẽ nêm gia vị để vừa cái khẩu vị của mình nha. Mình sẽ đợi cho nó sôi. Bây giờ mình sẽ pha nước sốt để xào bạch tuộc nha. Mình sẽ cho vào đây là 2 muỗng canh dầu mè, 2 muỗng canh nước tương, 2 muỗng rưỡi canh ớt bột, 1 muỗng rưỡi canh đường, 1 muỗng cà phê rưỡi tiêu và tỏi băm. Mình sẽ trộn đều cái hỗn hợp này lên nha. Chảo nóng mình sẽ cho dầu ăn vào. Rồi mình cho bạch tuộc vào xào trên lửa lớn khoảng 1 phút. Sau khi vớt mực ra, sau khi vớt bạch tuộc ra, mình sẽ bắt một cái chảo lên, tiếp tục cho dầu ăn vào. Mình cho cà rốt vào xào nha. Mình để lửa lớn mình xào trong vòng 1 phút. Sau khi xào được 1 phút rồi á, mình tiếp tục cho hành tây vào. Mình xào chung trong vòng 1 phút nữa nha. Mình cho vào đây 2 muỗng cà phê bột nêm. Rồi bây giờ mình sẽ cho phần bạch tuộc này vào nha. Cái con bạch tuộc hồi nãy nó bự quá cho nên là mình đã cắt nhỏ ra để rồi ăn. Mình cho tiếp cái phần nước sốt lúc nãy mình pha vào nè. Sau khi mình xào 3 phút á thì nó được thành phẩm như vậy nè các bạn. Tuộc đã chín rồi đó, bây giờ mình sẽ cho hành baro vào rồi mình tắt bếp nha. Nước trong nồi sôi rồi đó, mình sẽ cho đậu hũ non vào nha. Nấu trong vòng 3 phút nữa là ăn được rồi đó.